Nếu như ngày hôm nay bạn đang đau khổ về chuyện tình cảm tan vỡ, hãy hiểu rằng vốn dĩ chúng ta sinh ra trên đời này đều phải trải qua biết bao nhiêu cuộc tình mới gặp được chân tình. Phải đi qua biết bao nhiêu con đường mới có thể đến được cái nơi cần đến. Cho dù ngày hôm nay bạn không hạnh phúc, hãy nghĩ rằng mình chưa hạnh phúc chứ không phải là không thể hạnh phúc. Một người phụ nữ trải qua tổn thương không phải không xứng đáng được yêu thương, mà là bởi vì người phụ nữ đó đi qua nhiều tổn thương là người phụ nữ xứng đáng được yêu thương nhiều hơn ai hết. Nếu như sau mọi cuộc tình đổ vỡ, bà lại tiếp tục đổ vỡ lên những lần tiếp theo, bà phải hiểu rằng không phải ai cũng có thể thành công sau một lần thất bại. Không phải ai cũng sẽ viên mãn chỉ sau một vài lần tổn thương. Hãy tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc với một người nào đó tương lai, và phải tin rằng tình yêu sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Nếu bạn không dám tin vào lòng người vì lòng người quá dễ đổi thay, thì hãy tin vào tình yêu, bởi vì tình yêu sẽ không khiến cho bạn phải đau lòng. Nếu ngày hôm nay người ở bên cạnh bạn chúng ta thay đổi, thì hãy tin rằng dù có ra sao thì tình yêu của họ cũng đã từng rất chân thành, và rồi đến lúc phải kết thúc. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc. Hãy tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc với một người ở quãng đường của tương lai. Trong tình yêu đừng có bỏ cuộc, hạnh phúc sẽ không ngừng ở lại đến khi bạn gặp được chân tình.